mai đổi giờ. Bữa nay là November 4th, 2017, mùng 4 tháng 11. Jesse tối qua lái xe không bằng lái, lại còn hút cần sa, bị cảnh sát bắt được ở downtown Denver. Thì cảnh sát nó bắt được, nó gọi mình là nó làm thủ tục giấy tờ, nó hỏi là có cho phép những đứa này lái xe ban đêm như vậy không, thì mình mới nói là không. Xong rồi xe đó cũng không phải là của mình nữa, tại mình đã lấy chìa khóa cất giấu rồi. Thì chuyện là như vậy, cảnh sát đã làm thủ tục giấy tờ xong rồi thì nó lại chuyển qua cái bệnh viện Denver Health, cũng ở gần downtown, để cho thử nghiệm nước tiểu coi có cần xe hay là ma túy gì khác không. Thì bây giờ là 7 giờ mấy giờ sáng thì nó mới gọi mình, yêu cầu mình tới chở Jesse về. Và đây là bắt đầu của ngày mùng 4 tháng 11 năm 2017. Thì trong khi đó là tối qua giấc ngủ của mình đã bị cắt đoạn ngắn, tại vì họ gọi mình lúc 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 6 giờ sáng và bây giờ 7 giờ sáng. Rồi sự việc sẽ tiến triển. Colorado Parks and Wildlife reports 133 bears have been killed in the state and most died from euthanizations or collisions with cars. Officials suspect this year's late spring freeze caused a food shortage for bears, forcing them into more populated areas. Wildlife officials expect the deaths to go down for the rest of the year as bears return to hibernation. Car thefts in Aurora are up significantly. KUSA reports vehicle break-ins were up 44% at the end of September this year compared to the same period last year. Aurora City statistics report the biggest increase happened from west of Interstate 225 to north of Hamden to 38th Avenue. You're listening to Colorado Public Radio. Please proceed to the highlighted route, then the route guidance will start. Support comes from Comcast Business, offering high-speed internet, phone, and video services. Comcast is dead. That people like student loan interest, for example, also hung on. Keep right onto I-70 West. Proceed about 4 miles on I-70 West. Freeway xa lộ bữa nay đã bị bế tắc nên chạy chậm hơn bình thường. Nhưng mà mình sắp sửa exit ra một xa lộ khác, là xa lộ Interstate 25. Thì nếu mà đúng nguyện vọng là bên đó sẽ không bị kẹt, chứ bây giờ đang bị kẹt. Giờ đang chạy khoảng là 15 km một giờ thôi. Bên kia là thành phố Denver kìa, cái downtown của thành phố Denver chứ không phải thành phố Denver. Greg Miller, who's national security reporter at the Washington Post. I want to thank you very much for being with us. We're going to going to look forward to what the next developments are. Talk to you again sometime. Thank you. Great cities keep going. On Tuesday this week, the cái hướng bữa nay là có cái game của đội Broncos chơi chắc, hay là nó này có phải là đội Broncos ngay đây?
có cái chương trình gì ở trong cái event center kia nên người ta vô đó. Giờ hết kẹt rồi. CPR Senior Vice President of News resigned following allegations of sexual harassment. Keep left on 25. She was a child actress nominated for an Oscar role with the young daughter in the 1977 film The Goodbye Girl. Đó là downtown Denver, mấy cái tòa nhà cao ốc của nó. Please tell us about those pool parties that we used to go to at the home of a talent manager, I guess. My mother had a friend I call David in the essay, and he was a funny, charming man, and he always had clients around. He found them out of the state so they would live with him. And there was this feeling that my mother and I would sort of talk around, is this weird? Is this weird, right? No, it's David. It can't be weird. And I think there are a lot of people in Los Angeles dealing with that right now, of people they have held in their heads where there's a little bit of a galvanic skin crawly thing, but they also like this person. Of course, your article appeared as Anthony Rapp came forward with his charges against Kevin Spacey, and a few more Kevin Spacey stories that have also come up since then, without trying to judge the veracity of each and every story. What's the mix of ambition and vulnerability that makes child actors prey? The same thing which puts women at risk in the business, which is economics. For children, there is a small window of opportunity in which đó là cái sân vận động chơi. That football ripe for abuse. And of course, the child actors and their parents want success too, don't they? They're ambitious. They're ambitious. They want what it appears is coming easily to everyone else. And then left her. Incredibly lucky. My mother was not a stage parent. The boundaries weren't blurred between her career and mine. There are a lot of parents out there willing to look away to let things happen. The more heartbreaking one to me, no, it's just a different form of heartbreaking, are the parents who are just ignorant to how this business works. Been on our mind, health insurance. Since last year's presidential election, we've been checking in with Jamie Rupert and other Americans from all walks of life. Proceed about 9. She voted for Democrats in the past. Pier Boulevard. But like many others in her community, she voted for Donald Trump this time. And Pierce Jeff Brady went to Luzerne County, Pennsylvania to meet up with her again. What really concerns Jamie Rupert is her mother's health care. So for this visit, we met at her mom's house in Wilkes-Barre, Pennsylvania. That's her mom's dog, who is not a fan of strangers. The dog seems okay with babies, though. Rupert is holding her 3-month-old daughter. What Rupert thinks is that health care is expensive. After her daughter Berlin was born, even with insurance through her husband's job, there were hundreds of dollars of out-of-pocket medical expenses. During the 2016, I had developed a basal cell carcinoma. McDermott says the insurance came just in time to pay for the skin cancer treatment. So all in all, it's been good for me, you know, I must say. Still, during the 2016 election, McDermott, like her daughter, switched from a history of picking Democrats to voting for Trump. She says his position on restricting immigration was the main reason. She wasn't as focused on health care when she cast her vote. Trump sang a good song. You know, we're going to repeal and replace. It will be done simultaneously. And a string of negative news about Trump and his administration, Rupert remains a supporter of the president. So I don't regret voting for Trump. I regret maybe believing as much and putting as much faith into a politician. And we all know that politicians will say whatever you want to hear to get into office.
Trump still has more than 3 years in office, so Rupert is waiting before delivering a final judgment on her candidate's performance. Jeff Brady, NPR News. Trường đó là trường trung học West. Discrimination when they've been to the doctor. It's according to a poll from NPR, the Robert Wood Johnson Foundation, and the Harvard T.H. Chan School of Public Health. Perhaps nowhere is that discrimination felt more profoundly than in sickle cell disease, a disorder that primarily hits African Americans. Care is so problematic that patients are dying younger now than they did 20 years ago. Here's Jenny Gold with the first two stories for our series, You, Me, and Them, Experiencing Discrimination in America. For more than a year, Nadina Brocks avoided one room in her large, brightly colored San Francisco house, the bathroom on the second floor. It was really hard to bathe in here, and I found myself not wanting to touch the walls. The bathroom is where Brock's son, right, Kareem Jones, ahead, died and in 2013. Your destination is ahead. He was 36 right. years old and had sickle cell disease. Đây là mình tới bệnh viện Denver Health. Denver Health cũng là trong cái affiliation của University of Colorado. Kidney disease and chronic pain. You have arrived at your destination. Sickle cell is a genetic disorder. Nơi đó là chắc nơi mình phải tới. Đã là con người ai cũng phải ăn đó. Dù có chuyện vui hoặc là chuyện buồn cũng phải ăn. Thì ngày hôm nay tuy có chuyện buồn nhưng mà mình cũng phải ăn, nên chị Vivian đã làm cái món này. Thì trước khi mình nói đây là món gì, mình cho cái hợp phần của nó. Đây là người ta gọi là salsa hoặc là pico de gallo, là một hộp lại của cà chua nè, hành, ngò, còn gì nữa không? Hành, ngò, cà chua, xong gì nữa? Sao không thấy gì nữa? Còn mấy kia là rau cải, lettuce, iceberg lettuce cắt ra, còn này là cheese, còn đó là chips, khoai tây chiên, chips, không phải khoai tây mà đó là chips của bắp. Thì giờ đang làm cái gọi là cái taco nè. Giờ đang làm cho Jessie cái taco ăn trước đi làm. Người Việt Nam ở bên Mỹ này đúng là hợp Trung Quốc, nên là cái gì cũng là tập làm, từ đồ Ý, đồ Mễ Tây Cơ, đồ Mỹ, hot dog hamburger, đồ Thái Lan mình cũng thử làm nữa. Ngoài ngày ra còn là đồ Việt Nam nữa. Và kế tiếp là mình sẽ làm một cái gọi là nachos. Nachos là một đồ ăn mà vừa có chips nè, có chips của bắp chiên giòn, xong mình bỏ lên những cái gì mình muốn ăn. Thì nachos thường là cái chính là cái người ta bỏ chips giòn với lại cái cheese. Mình định dùng cheese nào vậy? Cheese trước mặt hay mình có nacho cheese? No, mình có thể dùng cái four cheese này. Cái này là four cheese của làm có thể taco hoặc là mình làm mình melt nó lại xong rồi lát mình chế lên trên sao? Ok. Thường thường người ta bỏ chips lên xong rồi người ta mới cho nó melt. Hay là what is what you can do, bỏ cheese lên xong rồi bỏ thịt nó nóng á, xong cheese chảy ra. Cái đó gọi là, chứ xong mình cũng mix rồi, nhưng mà người ta gọi cái này gọi là gì quên rồi. Nacho cheese, chili cheese.
so that you won't have to heat. Just trust me. Lấy cái cheese rắc lên đi, xong rồi bỏ thịt nó nóng á, nó làm chảy cheese rồi. Thường thường là người ta rắc lên xong người ta làm cho cheese nó chảy bằng cách microwave. Nhưng mà mình không muốn microwave thì mình bỏ thịt lên bây giờ. Cho nó đè lên cái cheese là nó chảy. Đây là cũng là những đồ tươi không mà. Thịt này là thịt bò bằm. Mình đã cho gia vị là cho gia vị gì? Của mới... người Mỹ, nhưng mà có còn thêm gì nữa không? Mới đầu thì bỏ tí xíu dầu ăn, xong rồi bỏ củ hành sắc cơ khúc khúc nhỏ nhỏ. Củ hành ấy cho sạch xào tới xào lui cho nó hơi vàng vàng tí xíu, xong rồi bỏ thịt bằm heo thịt bò bằm vô. Xào tới xào lui hồi xong rồi mới tới bỏ đồ gia vị là taco season này. Xong rồi bỏ tí xíu nước cho nó chín thiệt là chín. Nấu khoảng đâu 15 phút sau. Ok. Vì mới bỏ vô trong cái nồi slow cook này để cho nó luôn luôn nó hâm nó ấm. Bây giờ mình phải thử cái tuyệt phẩm của chị Yến đã làm. Thì mình ăn là mình thấy mình lấy một miếng chip mình xúc lên là trên nó đã có thịt, có cheese và có những loại rau mà mình đã cắt ra cái gọi là pico de gallo, cái sao sao của nó thì nằm đây nè. Thì mình ăn bỏ vô miệng nè, ngon. Nếu mà muốn ăn cay thêm á thì có những cái này là cũng là không có cay mấy, nó gọi thường thường có nhiệt độ cay, nó có ba loại: mild là thấp, medium là giữa, còn là hot mới là thực sự cay. Này mình ăn cái mild thôi. Này là loại ớt xanh. Thì nếu mà mình muốn ăn cái này thì mình làm cũng tương tự vậy thôi. Phải lấy chút ớt, bỏ ớt ngay đây. Rồi chút bớt xong rồi lấy pico de gallo tự làm, bỏ lên đây nữa. Ngon. Đủ rồi.